Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình trên kênh YouTube của chúng tôi. Chúng tôi xin được gửi đến quý vị những vấn đề nóng nhất, mới nhất trong suốt 24 giờ qua. Sau đây là nội dung chi tiết. Chiều ngày 20 tháng 2, Công an thành phố Hà Nội phát đi thông báo tìm kiếm cô gái 19 tuổi mất tích. Theo thông tin từ gia đình trình báo với công an, chị BTT 19 tuổi đi khỏi nhà và mất tích từ mùng 3 Tết đến nay chưa tìm thấy. Theo Công an thành phố Hà Nội Trước đó, công an xã Nghiêm Xuyên, huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội, tiếp nhận tin báo của gia đình chị BTT, 19 tuổi, chú xã Nghiêm Xuyên, huyện Thường Tín, về việc chị đi khỏi nhà từ trưa ngày 12 tháng 2 năm 2024, tức mùng 3 Tết, đến nay chưa thấy về. Khi đi, chị T mặc áo màu nâu, chân váy trắng, đi xe máy Honda Lead màu xám. Chồng của chị T cho biết, gần 10 ngày qua, cả hai bên gia đình nội ngoại cùng đi tìm kiếm, nhưng vẫn chưa có thông tin gì về vợ của anh. Anh nói, sáng mùng 3 Tết, tôi cùng vợ đi chùa về. Sau khi về nhà, vợ tôi lấy xe máy ra khỏi nhà, không dặn dò gì, và cho biết trước khi chị Tê mất tích, vợ chồng không có mâu thuẫn cãi vã gì. Lãnh đạo công an thành phố Hà Nội cho biết, lực lượng công an đã tìm thấy thi thể cô gái 21 tuổi ở Hà Nội mất tích vào ngày 16 tháng 2, nhằm mùng 7 tháng Giêng. Theo công an, nạn nhân là LTTL, 21 tuổi, chú phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội thi thể cô gái được tìm thấy tại một phòng trọ trên địa bàn quận Cầu Giấy, Hà Nội. Qua trích xuất camera, địa điểm cuối cùng nạn nhân L đến là tại khu vực nhà trọ cho thuê ở phố Bùi Sương Trạch, quận Thanh Xuân, Hà Nội. Nơi xảy ra vụ án mạng là trung cư mini cao 7 tầng, nằm sâu trong hẻm 79, ngách 40 trên 14, ngõ 79 đường Cầu Giấy, Hà Nội. Trung cư này có 6 tầng và một tôm, hoàn thiện và đi vào hoạt động từ cuối năm 2023. Thi thể nạn nhân được phát hiện tại tầng 3 ngôi nhà. Tối muộn ngày 19 tháng 2, đến nơi xảy ra vụ việc, nhiều người dân khu vực bàng hoàng cho biết chỉ đến khi có lực lượng công an đến hiện trường và lần la hỏi mới biết xảy ra vụ án mạng. Không lâu sau, con hẻm nhỏ trở nên u buồn với những tiếng khóc than của người nhà, bạn bè nạn nhân khiến ai cũng xót xa, thương cảm của cái trẻ. Bà NTS nhân chứng cho biết, vào đầu giờ chiều cùng ngày, lực lượng chức năng xuất hiện tại trung cư nhưng không thể vào trong, dòng đề này lắp đặt hệ thống cửa mở khóa bằng vân tay. Sau khi gọi chủ nhà đến, công an mới tiếp cận đến một phòng ở tầng 3, và tìm thấy thi thể của cô gái. Khi đó tôi cảm nhận được trong căn phòng sặc mùi dầu gió. Những người sống ở gần hiện trường thông tin chị L là quản lý của chung cư mini trên. Việc của cô gái 21 tuổi là dẫn khách đi xem phòng và thu tiền thuê hàng tháng. Trong khi đó, nhiều người cho hay nghi phạm gây án không phải người thuê phòng. Chia sẻ về nạn nhân, chị LA, bạn ở cùng phòng chị L cho biết, cô gái 21 tuổi quê Thanh Hóa ở trọ tại quận Nam Từ Liêm. Ngày 15 tháng 2, tức mùng 6 Tết, Chị L từ quê lên Hà Nội. Tối mùng 7 Tết, chị A thấy bạn rời vòng, sau đó bật vô âm tín. Chiều ngày 19 tháng 2, chị A nhận cuộc gọi, đề nghị đến chung cư mini ở ngõ 79 cầu giấy. Tại đây chị A nhận ra thi thể trong căn phòng chính là bạn mình. Chia sẻ thêm về nạn nhân, chị A cho biết hoàn cảnh gia đình chị L khó khăn. Mẹ chị L mất khoảng 4 năm trước, L cùng bố làm kinh tế nuôi hai em. Theo người dân xung quanh, chiều ngày 19 tháng 2, lực lượng công an bắt đầu đến ngôi nhà trên để điều tra. Khoảng 18 giờ cùng ngày, thi thể nạn nhân được lực lượng chức năng đưa ra khỏi chung cư. Đến 21 giờ 20 phút, lực lượng công an mới khám nghiệm xong hiện trường. Theo trình báo trước đó của gia đình nạn nhân, chị LTTL rời nhà từ chiều ngày 16 tháng 2, người nhà không thể liên lạc. Khi đi, chị L mặc áo sơ mi trắng, chân váy màu xám, đi xe máy Vision màu đỏ. Đến chiều ngày 19 tháng 2, thi thể cô gái được tìm thấy tại một nhà trọ ở quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội. Chị Lê Thị O, người thân của nạn nhân cho biết, Chiều ngày 16 tháng 2, L rời nhà đi đến vài khu vực cho thuê phòng trọ do mình quản lý trên địa bàn thành phố Hà Nội để dẫn khách vào xem phòng và thu tiền phòng. Chị O cho biết, trước đó L vẫn nhắn tin và liên lạc với mọi người. Sau 19 giờ ngày 16 tháng 2, gia đình tôi không liên lạc được với L. Gia đình tôi cũng đã đến những khu vực L tới và trình báo công an nhưng không có tung tích. Theo chị O, qua trích xuất camera, địa điểm cuối cùng L đến là khu vực nhà cho thuê ở phố Bùi Xương Trạch, quận Thanh Xuân Hà Nội. Camera ghi nhận lúc 18 giờ 35 phút ngày 16 tháng 2, L mặc áo khoác màu hồng. Chị O cho biết thêm, L rất ngoan và hiền, không có xích mích với ai. Khi đó L mang theo một xe máy, hai chiếc điện thoại. Đến khoảng 12 giờ 30 phút chiều ngày 19 tháng 2 năm 2024, bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng công an thành phố đã bắt giữ đối tượng nghi vấn sát hại chị L là HMH sinh năm 2004, quê quán Bắc Giang. Tại cơ quan công an, bước đầu đối tượng đã khai nhận hành vi phạm tội của mình. Hiện giám đốc công an thành phố chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ tập trung đấu tranh, làm rõ nguyên nhân, động cơ, mục đích gây án, làm rõ hành vi phạm tội của đối tượng để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Liên quan đến vụ tai nạn thương tâm trên cao tốc Cam Lộ La Sơn khiến 3 người tử vong. Vụ tai nạn đã khiến một gia đình ở Thanh Hóa chìm trong tăng tóc. Căn nhà của gia đình ông Phan Đình Cử, chủ thôn Nhật Quả, xã Thọ Dân, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa, 78 tuổi, đã có rất đông người đến thăm, tập trung lo hậu sự cho ba nạn nhân trong vụ tai nạn trên. Ông cử là bố đẻ của anh Phan Đình Quý, người sống sót trong vụ tai nạn trên, vẫn chưa thể chấp nhận được sự thật bản thân mãi mất đi ba người thân. Anh Quý cố gắng gượng để đưa di hai vợ và hai con đi hỏa táng. Khu ngã tư chợ đà vốn huyên náo ngày thường, nay bao trùm không khí tang thương. Ai này cũng đau xót cho sự mất mát của gia đình anh Quý. Rất đông người thân, xóm giềng có mặt tại tang quyến để chia buồn, hỗ trợ gia đình lo tang sự. Chị Huyền, hàng xóm của anh Quý bật khóc chia sẻ. Vợ chồng anh Quý, chị Hạnh sống hiền lành, hòa nhã với mọi người. Các con rất ngoan ngoãn, lễ phép và học giỏi. Chúng tôi vô cùng sốc, bàng hoàng khi nghe thông tin về vụ tai nạn. Nỗi đau bất ngờ ập đến, không biết anh Quý có vượt qua được không. Đôi mắt bần thần, thân thể già nua cứ run lên từng hồi khi nhìn di ảnh của con dâu và hai cháu. Ông Phan Đình Cử phải cố gắng gượng để làm chỗ dựa cho con trai vượt qua mất mát. Ông Cử cho biết, ông có ba người con, anh Quý là con trai thứ hai, hiện công tác tại một công ty xây dựng. Nhiều năm qua, cả gia đình anh Quý sinh sống tại thành phố Thanh Hóa, còn ông Cử ở quê. Tên nguyên đán năm nay, cả gia đình anh về quê ăn Tết cùng ông Cử. Đến mùng 6 Tết, gia đình anh Quý dùng ô tô cá nhân vào tỉnh Quảng Ngãi để thăm bạn bè, du xuân đầu năm mới. Trên đường về qua tỉnh Con Tum, đón thêm chú ruột là Phan Đình Kiều. Trên đường trở về không may xảy ra sự việc đau lòng. Trước khi xảy ra vụ tai nạn, anh Quý gọi điện cho ông Cử để thông báo cả gia đình đang trên đường về nhà. Ông Cử bật khóc nói, Cách thời điểm tai nạn khoảng 2 tiếng, hai bố con gọi điện cho nhau. Quý bảo đang trên đường về, nào ngờ tai nạn đau lòng xảy ra. Giờ con dâu, cháu nội mất, em trai đi tù, tôi chẳng còn gì nữa. Chị Phan Thị Hoa, 42 tuổi, em gái ruột của anh Phan Đình Quý, nước mắt lưng tròng chia sẻ. Cả nhà anh trai tôi đi vào trong Huế để du xuân. Đúng lịch trình là chiều ngày 18 tháng 2, cả nhà anh ấy về để kịp cho các cháu đi học. Nhưng ai ngờ, chị dâu và các cháu lại gặp nạn, ra đi mãi mãi. Ông Lê Đình Thắng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Thọ Dân cho biết, vợ chồng nhà anh Quý xuống thành phố ở được khoảng 2 năm nay, tuy nhiên vẫn còn nhà ở xã Thọ Dân. Cách đây hơn 2 năm, mẹ anh Quý do bị bệnh đã qua đời, vợ chồng anh ấy thường xuyên về đây thăm bố và các em. Để chia buồn với gia đình, Ban An toàn Giao thông tỉnh Thanh Hóa cũng đã đến thắp hương, động viên và chia sẻ những mất mát to lớn đối với gia đình có ba nạn nhân tử vong trong vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng xảy ra trên tuyến cao tốc Cam Lộ La Sơn. Tại gia đình nạn nhân, ông Trịnh Huy Triều, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải, Phó trưởng ban An toàn giao thông tỉnh Thanh Hóa thay mặt đoàn công tác gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình và mong muốn người thân cố gắng động viên anh Quý vượt qua những đau thương, sớm ổn định lại cuộc sống. Qua sự việc này, ông Triều đề nghị chính quyền địa phương quan tâm, hỗ trợ gia đình các nạn nhân. Bên cạnh đó, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức cho người dân về việc chấp hành các quy định của pháp luật khi tham gia giao thông, từ đó xây dựng văn hóa giao thông và giảm thiểu xảy ra các vụ tai nạn giao thông.